đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Kem của mình. Thì trong video các bạn mình đã sưu tầm được 21 ý tưởng kinh doanh có thể áp dụng Bitcoin làm phương tiện thanh toán các bạn. Thì nếu như các bạn đang lay like hoay và tìm cái phương thức kinh doanh và áp dụng Bitcoin thì các bạn có thể tham khảo trong video này các bạn nha. 21 ý tưởng kinh doanh độc đáo áp dụng Bitcoin làm phương tiện thanh toán tốt nhất. Một, trung tâm tiệc cưới cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc cưới và thanh toán bằng Bitcoin. Đây là một ý tưởng kinh doanh thú vị. <laughs> Đặc biệt là trong thời đại mới khi các đám cưới ngày càng được quan tâm đến chi tiêu, tiết kiệm và đổi mới. Đó. Hình ảnh này mang tính chất minh họa các bạn nha. Số 2, trang sức vàng bạc. Cửa hàng trang sức vàng bạc sẽ rất phù hợp với việc chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Điều này sẽ thu hút khách hàng yêu thích kỹ nghệ vàng bạc đồng thời đem lại sự tiện lợi cho các nhà bán hàng đó đây là những người mà à, bán vàng ha bạn nếu mà bạn có một trong những cái này mà bạn yêu thích Bitcoin nữa các bạn có thể là áp dụng cái phương thức kinh doanh này còn kinh doanh như thế nào thì các bạn à, tự vạch ra ha, phương hướng mà làm nói chung là mình chỉ à, tập hợp lại những cái lĩnh vực để cho các bạn có cái nhìn tốt nhất hay là có cái cách để các bạn có thể tham gia cái việc mà kinh doanh nhé số 3 máy bán hàng tự động kinh doanh máy bán hàng tự động hoạt động bằng bitcoin sẽ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí quản lý tiền mặt và nâng cao trải nghiệm của khách hàng số 4 phòng tập thể dục kinh doanh phòng tập thể dục và cho phép khách hàng thanh toán bằng bitcoin sẽ thu hút đối tượng khách hàng trẻ hết sự đổi mới và tiện lợi đó sau này các bạn đi tập thể dục thì các bạn chỉ cần quét cái điện thoại, quét cái cái bi ha, trả bằng bi là ok ha. Rồi số 5, nhà hàng ăn nhanh. Nhà hàng ăn nhanh cũng có thể áp dụng Bitcoin làm phương tiện thanh toán. Điều này sẽ thu hút khách hàng yêu thích ăn uống nhanh, đồng thời giúp quản lý tiền mặt của nhà hàng dễ dàng hơn. Số 6, siêu thị mini. Kinh doanh siêu thị mini và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin sẽ giúp khách hàng tiện tiết kiệm thời gian mua sắm và đem lại sự tiện lợi cho các nhà hàng khác, nhà bán hàng. Rồi, tiếp theo là số 7 các bạn. Kinh doanh bất động sản, kinh doanh bất động sản và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin sẽ thu hút đối tượng khách hàng trẻ yêu thích đổi mới và sự tiện lợi. Đó. Bất động sản các bạn nha. Rồi, số 8 là trung tâm mua sắm. Cái này thì bi nó đang phát triển mạnh này các bạn kinh doanh trung tâm mua sắm và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian mua sắm và đem lại sự tiện lợi cho các khách hàng. Khách hàng có thể thanh toán bằng Bitcoin một cách nhanh chóng và dễ dàng trên hệ thống thanh toán điện tử của trung tâm mua sắm, tránh được những rắc rối về tiền mặt hoặc thẻ tín dụng. Điều này cũng giúp cho doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh và thu hút thêm khách hàng từ những đối tượng yêu thích công nghệ và tiện lợi. Ngoài ra, kinh doanh trung tâm mua sắm và chấp nhận thanh toán Bitcoin còn giúp cho doanh nghiệp tạo ra một hình ảnh hiện đại đáp ứng xu hướng mới và thu hút sự quan tâm từ khách hàng trẻ. Trung tâm mua sắm mà. Rồi số 9, cửa hàng thời trang kinh doanh cửa hàng thời trang và chấp nhận thanh toán bằng bitcoin cũng sẽ thu hút đối tượng khách hàng trẻ yêu thích đổi mới và tiện lợi. Nói chung là cái nào tiện lợi là nhất hết. Nói chung là rất là nhiều cái lĩnh vực, tuy nhiên ở đây là một trong những lĩnh vực mà có thể nhanh các bạn. Hay áp dụng được một cách nhanh chóng. Số 10, nhà hàng cao cấp. Nhà hàng cao cấp có thể áp dụng Bitcoin làm phương tiện thanh toán và đem lại sự tiện lợi cho khách hàng, đồng thời tạo nên một thương hiệu độc đáo và sang trọng. Sau này uh, hy vọng là có thật các bạn. Nhiều uh, nhiều cửa nhiều uh, nhà hàng nổi tiếng cao cấp sẽ áp dụng cái này và các bạn chỉ cần có Bitcoin thì các bạn có thể uh, uh, sử dụng số bi bằng uh, của mình ha trong các nhà hàng nổi tiếng nha. Số 11, dịch vụ du lịch kinh doanh Dịch vụ du lịch và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin sẽ thu hút đối tượng khách hàng trẻ yêu thích đổi mới. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể đưa ra những gói tour hấp dẫn và tiện lợi cho khách hàng của mình. À, cái này Bitugo nó cũng đang làm đó các bạn. À, có những cái thì nó đang làm. Nhưng mà hy vọng là trong tương lai sẽ có rất là nhiều uh, uh, các công ty du lịch họ làm cái hình thức là bi này ha. 12. Kinh doanh game Kinh doanh game và cho phép khách hàng thanh toán bằng Bitcoin sẽ giúp đối tượng khách hàng trẻ đam mê game tiết kiệm được chi phí và cảm thấy thoải mái khi mua game mà không cần phải trả tiền mặt. Quá tuyệt vời các bạn. Kinh doanh game này cũng hay đó. 13 là kinh doanh đồ chơi công nghệ. Kinh doanh đồ chơi công nghệ và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin sẽ thu hút đối tượng khách hàng trẻ yêu thích đổi mới. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể cung cấp các sản phẩm công nghệ độc đáo và phù hợp với xu hướng mới. Quá tuyệt vời. Số 14, cửa hàng đồ uống. Cửa hàng đồ uống và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin sẽ thu hút đối tượng khách hàng trẻ yêu thích đổi mới. Điều này sẽ giúp cho khách hàng có thể thanh toán một cách dễ dàng và tiện lợi. Rồi, số 15, kinh doanh trang phục cosplay. Kinh doanh trang phục cosplay và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin sẽ thu hút đối tượng khách hàng yêu thích cosplay và đổi mới. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể cung cấp các sản phẩm cosplay độc đáo và phù hợp với xu hướng mới. Quá tuyệt vời. Số 16. Nhà sách Nhà sách có thể áp dụng Bitcoin làm phương tiện thanh toán và đem lại sự tiện lợi cho khách hàng Đặc biệt là đối tượng khách hàng trẻ yêu thích đọc sách à, Sách cũng có thể ha Nếu bạn có ý định nào trong một cái ý định này thì rất là tốt ha các bạn nha Hoặc là chưa có ý tưởng thì các bạn có thể tham khảo cái này nhiều hơn 17. Trung tâm giáo dục Kinh doanh trung tâm giáo dục và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin Sẽ thu hút đối tượng khách hàng trẻ yêu thích đổi mới điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể cung cấp các khóa học mới và đổi mới về hình thức thanh toán. 18. kinh doanh tài nguyên số, kinh doanh tài nguyên số và cho phép khách hàng thanh toán bằng bitcoin sẽ giúp đối tượng khách hàng trẻ yêu thích đổi mới và tiết kiệm được chi phí. Đó. 19. cửa hàng mỹ phẩm, à, cửa hàng mỹ phẩm đây các bạn, này là nếu mà các bạn đổi được bitcoin thì cái 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 đối tượng là nữ là rất là đắt nha. Kinh doanh cửa hàng mỹ phẩm và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin sẽ thu hút đối tượng khách hàng trẻ, đam mê mỹ phẩm và yêu thích đổi mới. Điều này sẽ giúp khách hàng có thể thanh toán một cách dễ dàng và tiện lợi, đồng thời giúp cho doanh nghiệp tạo ra một thương hiệu độc đáo và tiên tiến trong lĩnh vực mỹ phẩm. 20. Kinh doanh quà tặng Kinh doanh quà tặng và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin sẽ giúp cho khách hàng có thể mua các sản phẩm quà tặng một cách tiện lợi và đổi mới. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể cung cấp các sản phẩm quà tặng độc đáo và phù hợp với xu hướng mới. 21. Kinh doanh thực phẩm. Kinh doanh thực phẩm và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin sẽ thu hút đối tượng khách hàng trẻ, yêu thích đổi mới. Điều này sẽ giúp cho khách hàng có thể thanh toán một cách dễ dàng và tiện lợi khi mua các sản phẩm thực phẩm độc đáo và chất lượng. Đó. Thì đây là 21 cái ngành lĩnh vực kinh doanh có thể áp dụng Bitcoin để mà thanh toán, trao đổi ha. Thì đương nhiên là các bạn hãy tham khảo thôi mình mình biết là còn rất là nhiều cái lĩnh vực khác nữa tuy nhiên thì những cái lĩnh vực này là cũng khá là phổ biến rồi ha, và hy vọng là trong tương lai sẽ có nhiều nhiều hơn nữa và mình sẽ à, làm các video khác để cung cấp cho các bạn ha trước mắt thì các bạn đang lay hoay muốn tìm hiểu ý tưởng kinh doanh thì các bạn có thể xem video này còn nếu các bạn nào đã làm tốt rồi thì thôi các bạn nhé chúng ta sẽ tham khảo là được nói chung là mục đích là mình làm video để mình luôn luôn mong muốn cái bitcoin này nó được phổ biến rộng rãi trong người dân để họ sử dụng cái đồng tiền này nó nó chắc và nó 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 phổ biến hơn nữa và trong cái tương lai ha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video nếu như các bạn thấy video này hữu ích hãy cho mình một like trên video để tạo động lực hơn nữa cho mình tìm kiếm thông tin cung cấp cho các bạn nha còn bạn nào mà chưa đăng ký bi thì các bạn hãy lập tức đi vào mô tả video đăng ký các bạn mãi thì của mình vẫn là Picasso đồ màn hình và đừng quên đừng quên bật tia nếu như các bạn đang lười bật tia các bạn nha cố gắng hết sức để chúng ta bật tia xét đi và cứ làm việc mỗi ngày bình thường còn việc mỗi ngày chúng ta cứ bỏ ra ba bốn giây gì đó chúng ta bấm cái tia xét là được nói chung là như vậy chúng ta đừng có đặt nặng vấn đề gì hết tại vì uh, bi là một dự án dài hạn các bạn chứ không phải là một dự án mà làm ra để chúng ta lấy rồi chúng ta bán lên sàn rồi chúng ta vứt đi không phải như vậy mà là một dự án lâu dài cho nên là các bạn cần phải có sự kiên nhẫn nha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn các bạn lại lần sau.